Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thông tin ngày mới sáng thứ Hai, ngày 29 tháng 4 của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam. Ngay sau đây là những nội dung nổi bật có trong chương trình Thông tin ngày mới hôm nay. Khai trương khu du lịch cổng trời Đông Giang. Tự hào là chiến sĩ Điện Biên. Trưng bày chuyên đề kỷ vật ký ức của chiến tranh. Thưa quý vị, sau gần 7 năm triển khai thi công, trong đó có 2 năm đưa vào khai thác vận hành chạy thử, sáng qua tập đoàn FVG chính thức tổ chức lễ khai trương khu du lịch sinh thái cổng trời Đông Giang. Các đồng chí Thứ trưởng Bộ Kế hoạch Đầu tư Đỗ Thành Trung, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam Lương Nguyễn Minh Triết, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lê Văn Dũng, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, đại diện các sở ngành và đông đảo du khách cùng tham gia buổi lễ. Khu du lịch sinh thái Cổng trời Đông Giang là dự án du lịch trọng điểm có quy mô 120 ha tại khu vực vùng núi phía Tây tỉnh Quảng Nam với tổng vốn đầu tư gần 800 tỷ đồng. Dự án do công ty cổ phần khu du lịch sinh thái Hang Gợp, đơn vị thành viên của tập đoàn FVG làm chủ đầu tư. Sau gần 2 năm vận hành đón khách giai đoạn 1, khu du lịch đã đón hơn 120.000 lượt khách tham quan lưu trú, với mục tiêu xây dựng lực lượng nòng cốt nhằm tạo công ăn việc làm, góp phần xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế địa phương. Từ khi triển khai thi công đến vận hành, dự án đã tuyển dụng gần 1.000 lao động là người đồng bào cơ tu tại địa phương. Trong giai đoạn 2 đi vào hoạt động, tập đoàn FVG dự kiến sẽ tiếp tục tuyển dụng và đào tạo từ 150 đến 200 lao động là người địa phương với đa dạng các vị trí nhằm nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng. Trong quý 2 năm nay, Cổng trời Đông Giang dự kiến chính thức đưa vào khai thác hạng mục cáp treo. Đây là tuyến cáp treo đầu tiên có mặt tại Quảng Nam với chiều dài dây cáp võng đạt 1.601 m, độ cao trên lề so với mực nước biển là 800 m. Công trình khi chính thức đi vào hoạt động, hứa hẹn mang đến những trải nghiệm hấp dẫn và phiêu lưu cho du khách. Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hồ Quang Bửu ghi nhận đánh giá cao quyết tâm của tập đoàn FVG để hoàn thành đưa dự án đi vào khai thác. Việc chính thức khai trương khu du lịch sinh thái Cổng trời Đông Giang là sự kiện tạo động lực, làm tiền đề giúp du lịch vùng núi phía Tây Quảng Nam phát triển. Dự án còn có ý nghĩa tiên phong, góp phần giúp thu hút thêm nhiều dự án mới đầu tư, qua đó đánh thức tiềm năng và nâng cao vị thế, sức cạnh tranh của du lịch miền núi. Lễ khai trương được tổ chức đúng vào kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5, giúp du khách có thêm sự lựa chọn, trải nghiệm khi tham quan du lịch tại Quảng Nam. Từ đầu năm đến nay, với sự chỉ đạo quyết liệt của toàn hệ thống chính trị, tổ công tác triển khai đề án 06 các cấp nên việc thực hiện đề án đạt được những kết quả tích cực, cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ đề ra, trong đó việc kết nối với các hệ thống thông tin cơ sở dữ liệu của các bộ ngành trung ương được triển khai thường xuyên liên tục. Đến nay, tỉnh đã kết nối với 15 hệ thống thông tin cơ sở dữ liệu của các bộ ngành, cụ thể như hệ thống cấp phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến của Bộ Tư pháp, hệ thống quản lý hộ tịch điện tử của Bộ Tư pháp, hệ thống dịch vụ công vận tải đường bộ của Bộ Giao thông Vận tải, cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, hệ thống quản lý đăng ký giấy phép lái xe, hệ thống thông tin đất đai, kết quả xây dựng, cập nhật, kết nối liên thông các nền tảng số, cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành, nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu của tỉnh LGSP được duy trì hoạt động ổn định, phục vụ kết nối, liên thông, đồng bộ dữ liệu giữa các hệ thống thông tin. Hiện có 37 dịch vụ kết nối chia sẻ dữ liệu qua LGSP, kết nối các hệ thống như các cơ sở dữ liệu của Trung ương, các cơ sở dữ liệu dùng chung của tỉnh. Tổng số giao dịch từ đầu năm 2024 đến nay gần 265,66 triệu giao dịch, tỷ lệ thành công 99,8%. Có 20 trên 20 dịch vụ dữ liệu có trên nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia được đưa vào sử dụng chính thức. Thông qua đó tạo nền tảng quan trọng, tạo thuận lợi cho việc đổi mới và nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, bảo đảm công khai, minh bạch và tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp. Nhân sự kiện ra mắt mô hình dân vận trong phòng chống ma túy tại các xã biên giới, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Quảng Nam đã hỗ trợ xây dựng một cây cầu sắt và trao tặng nhiều máy tính cho các em học sinh xã La Dê, Đắc Tôi, huyện Nam Giang. Ngay sau lễ ra mắt mô hình dân vận trong công tác phòng chống ma túy, lá chắn vùng biên, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã trao bảng tượng trưng hỗ trợ xây dựng cầu sắt tại thôn Đắc Ngoan, xã La Dê, huyện Nam Giang. Kinh phí do ông Trần Mạnh Huy, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Brandscale Việt Nam tài trợ.
nhằm giúp học sinh các xã biên giới nâng cao kỹ năng tin học, phát triển bản thân. Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy cũng phối hợp với công ty trách nhiệm hữu hạn Renscale Việt Nam huy động và nhận được 10 máy tính xách tay từ Thành phố Hồ Chí Minh. Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy và Công an huyện Nam Giang phối hợp tổ chức bàn giao máy tính về cho trường phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở liên xã La Dê Đắc Tôi để phục vụ công tác dạy và học. Sáng ngày 27 tháng 4, trường tiểu học Phan Thanh, xã Tâm Thăng, thành phố Tâm Kỳ tổ chức lễ kỷ niệm 30 năm thành lập trường năm 1994-2024. Trường tiểu học Phan Thanh được thành lập ngày 12 tháng 1 năm 1994. Năm 1993, với sự đầu tư của Sở Giáo dục Đào tạo Quảng Nam Đà Nẵng và chính quyền địa phương Tam Thăng, năm học 1994-1995, ngôi trường đã hoàn thành và đưa vào giảng dạy. Trường được mang tên Trường Tiểu học số 2 Tam Thăng. Đến ngày 1 tháng 7 năm 2005, Trường Tiểu học số 2 Tam Thăng được mang tên Nhà Tri thức Cách mạng, Nhà giáo ưu tú Phan Thanh. Trải qua 30 năm xây dựng và phát triển, quy mô, chất lượng và hiệu quả giáo dục của trường ngày càng được khẳng định. Năm 2006, trường được Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam công nhận trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1. Dịp này, trường tiểu học Phan Thanh đã đón bằng công nhận trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 và trường đạt kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 3. Trường Mẫu giáo Anh Đào, xã Tâm Phú, thành phố Tam Kỳ cũng vừa tổ chức đêm hội văn nghệ giai điệu tuổi thơ chào mừng kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước và mừng kỷ niệm 134 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Hòa chung không khí thi đua của cả nước chào mừng các sự kiện lịch sử trọng đại của dân tộc, Trường Mẫu giáo Anh Đào tổ chức hội diễn văn nghệ giai điệu tuổi thơ với sự góp mặt của hơn 200 em học sinh, giáo viên và phụ huynh. Các tiết mục văn nghệ ca ngợi công ơn vĩ đại của thế hệ cha ông đi trước để thống nhất non sông đất nước, cho các em được sống trong hòa bình độc lập hôm nay. Hội diễn văn nghệ là hoạt động nhằm góp phần nâng cao công tác chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ, nhất là giáo dục truyền thống lịch sử trong những sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước. Sau gần một tuần tranh tài sôi nổi hấp dẫn, Công đoàn các khu kinh tế và khu công nghiệp tỉnh Quảng Nam vừa qua tổ chức bế mạc giải bóng đá đoàn viên Công đoàn Thanh niên Công nhân Lao động năm 2024, khu vực Tam Kỳ, Đông Quế Sơn, Núi Thành. Tham dự giải đấu năm nay có 20 đội bóng nam và 14 đội bóng nữ đến từ Công đoàn cơ sở các công ty đang hoạt động tại khu công nghiệp Tam Thăng, thành phố Tam Kỳ, khu công nghiệp Đông Quế Sơn, huyện Quế Sơn, khu công nghiệp Tam Hiệp và khu công nghiệp Bắc Chu Lai, huyện Núi Thành. Kết quả chung cuộc, đội bóng đá nam Công đoàn cơ sở công ty trách nhiệm hữu hạn Vinh Gia giành chức vô địch sau chiến thắng thuyết phục 7-1 trước đội Công đoàn cơ sở công ty trách nhiệm hữu hạn Đắc Sơn Vina. Ở nội dung của nữ, đội bóng Công đoàn cơ sở công ty trách nhiệm hữu hạn Celebrity Fashion Vina xuất sắc giành chức vô địch. Đội bóng Công đoàn cơ sở công ty trách nhiệm hữu hạn CCI Việt Nam giành vị trí á quân. Đây là một trong những hoạt động hưởng ứng tháng công nhân năm 2024, đồng thời là sân chơi lành mạnh giúp đoàn viên công nhân lao động nâng cao sức khỏe, phục vụ dịch vụ sản xuất kinh doanh. Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi ở bộ môn bóng chuyền nam tại Hội thao Quốc phòng Toàn dân huyện Tiên Phước năm 2024 khép lại với chức vô địch thuộc về đội bóng thị trấn Tiên Kỳ. Chiều ngày 27 tháng 4, trận chung kết giữa hai đội bóng chuyền nam thị trấn Tiên Kỳ và đội bóng chuyền nam xã Tiên Cảnh. Vào đến trận chung kết, cả hai đội bóng Tiên Kỳ và Tiên Cảnh đều tỏ rõ tham vọng giành chức vô địch môn bóng chuyền nam tại Hội thao Quốc phòng Toàn dân huyện Tiên Phước lần này. Bởi vậy, ngay sau tiếng còi khai cuộc, cả hai đội cống hiến nhiều pha bóng hay đẹp mắt trước sự cổ vũ nhiệt tình của hàng trăm khán giả. Tuy nhiên, đội bóng thị trấn Tiên Kỳ với đội hình đồng đều đã chứng tỏ được mình khi thể hiện lối chơi sắc nét, linh hoạt, liên tiếp ghi điểm ở 3 set đấu với tỷ số lần lượt là 25-13, 25-22 và 25-17. Chung cuộc, đội bóng chuyền nam thị trấn Tiên Kỳ thắng đội bóng Tiên Cảnh với tỷ số 3-0 để đăng quang chức vô địch tại Hội thao Quốc phòng Toàn dân huyện Tiên Phước năm 2024. Ngay sau trận chung kết, ban tổ chức đã trao giải nhất cho đội bóng chuyền nam thị trấn Tiên Kỳ, giải nhì cho đội bóng Tiên Cảnh, hai đội bóng Tiên Sơn và Tiên Lãnh đồng giải ba. Thưa quý vị, thời tiết hiện nay đang bước vào giai đoạn nắng nóng, cháy nổ vẫn là nguy cơ rất cao. Ngoài nỗ lực của cơ quan chức năng, sự cẩn trọng của từng cá nhân mỗi người dân vẫn là điều hết sức cần thiết. Theo ghi nhận tại huyện Nông Sơn, vào lúc 13 giờ 30 phút ngày 27 tháng 4, ngọn lửa bùng phát từ một đám cháy tại khu vực chứa giam gỗ của hộ ông Đoàn Đình Dương, tổ dân phố Trung Hạ, thị trấn Trung Phước, huyện Nông Sơn, đã được lực lượng chức năng nỗ lực dập tắt sau 2 giờ đồng hồ. Nguyên nhân hiện chưa xác định và đang chờ cơ quan chức năng làm rõ. Chị ở bên quán cà phê này, thì chị nhìn qua bên xưởng thì thấy cú cháy đó thì ngăn bài lại.
thì chị cũng nghi là bị cháy rồi, chị mới chạy ra thì thấy bên đó thì có ba người con dập, còn mà lấp nớt thì nói chung là điện cũng không được cái trai, mà giờ trưa thì cũng không có người nữa. Mai kịp là có anh trung công an ảnh vô uống nước thì cũng nhờ ảnh là điện ra nguồn xã nó là mà vô dùm, cho nên anh trung đã kịp thời lên trong đó điện rồi đó. Nhiều người chứng kiến vụ cháy cho biết thời tiết nắng nóng, đó là lúc mọi người nghỉ trưa nên khi phát hiện là ngọn lửa đã lên cao. Sau khi nhận tin báo của quần chúng nhân dân, lực lượng công an huyện phối hợp với lực lượng quân sự huyện Nông Sơn, kho kỹ thuật K55, lực lượng dân quân tại chỗ thị trấn Trung Phước, các tổ liên gia phòng cháy chữa cháy trên địa bàn đã nhanh chóng huy động lực lượng và phương tiện gồm 3 xe chữa cháy cùng hơn 150 cán bộ chiến sĩ tiếp cận hiện trường. Chỉ huy các đơn vị đã sớm có mặt hiện trường, chỉ đạo công tác chữa cháy. Ngoài xe cứu hỏa thì còn có xe tải, máy bơm cao áp, bình chữa cháy mini, các xe chở nước tư nhân cũng được lực lượng chức năng trưng dụng cho công tác chữa cháy. Sau khi nhận được tin báo về sự việc cháy xảy ra trên địa bàn thì lực lượng công huyện đã tập trung lực lượng phối hợp với quân sự huyện, lực lượng tại chỗ quân sự và các lực lượng tổ liên gia về phòng cháy chữa cháy các địa phương, cũng như là lực lượng tại chỗ của thị trấn Trung Phước với sự hỗ trợ của lực lượng phòng cháy chữa cháy trong tỉnh Quảng Nam, thì tập trung lực lượng phòng chữa cháy đến lúc này đã dẹp được đám cháy được an toàn. Bằng nhiều biện pháp, lực lượng chữa cháy đã khẩn trương sơ tán người, tài sản của người dân ra ngoài an toàn. Đến 15 giờ 30 phút cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Tuy nhiên, với thời tiết nắng nóng, lực lượng chức năng cũng dùng mọi biện pháp để ngăn ngọn lửa tái bùng phát và lan sang những căn hộ lân cận. Cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ vụ việc và thống kê thiệt hại về tài sản. Tuy không có thiệt hại về người, vụ hỏa hoạn đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về an toàn cháy nổ sinh hoạt và sự vào cuộc cảnh giác của mỗi người dân là điều hết sức cần thiết. Chuyển sang các tin tức quan trọng trong nước. Thưa quý vị, lễ hội mùa hè tại Sapa, tỉnh Lào Cai năm 2024 với chủ đề Sapa, xứ sở của tình yêu chính thức được khai mạc vào tối ngày 27 tháng 4. Lễ hội diễn ra xuyên suốt đến hết tháng 6 trên địa bàn thị xã Sapa. Đây là một trong những lễ hội được thị xã Sapa chuẩn bị chú đáo nhằm kích cầu du lịch, thu hút du khách trong nước và quốc tế đến với vùng đất này. Ngay trong tối khai mạc, hàng nghìn du khách và người dân đã có mặt tại trung tâm Sapa, hòa mình trong chương trình biểu diễn nghệ thuật sôi động lôi cuốn với các tiết mục hát múa dân tộc. Tất cả đều mang đậm bản sắc văn hóa các dân tộc của Sapa, Lào Cai nói riêng và Tây Bắc nói chung. Sau đêm khai mạc, lễ hội mùa hè Sapa 2024 sẽ kéo dài đến hết ngày 30 tháng 6 với hàng loạt sự kiện đặc sắc như gala gặp mặt và giao lưu văn hóa quốc tế, khai mạc lễ hội hoa triệu đóa hồng tình yêu Phan Xipan, lễ hội đường phố Sapa xứ sở tình yêu, điểm hẹn chợ tình Sapa, khai trương ngày hội ẩm thực Mường Hoa. Chuỗi sự kiện lễ hội mùa hè năm 2024 hứa hẹn sẽ tạo ra các sản phẩm du lịch hấp dẫn và thu hút khách du lịch khi đến với Sapa, góp phần quảng bá hình ảnh Sapa và văn hóa các dân tộc Sapa, đồng thời khơi dậy niềm tự hào về truyền thống văn hóa các dân tộc đang sinh sống tại khu du lịch quốc gia Sapa. Thưa quý vị, trước vấn nạn ô nhiễm trắng từ rác thải nhựa, ngày càng nhiều huyện đảo trên cả nước đã có hành động quyết liệt nói không với sản phẩm nhựa dùng một lần. Mới đây, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh đã thêm tên vào danh sách các huyện đảo như vậy. Cụ thể, ngay trong dịp nghỉ lễ 30 tháng 4, 1 tháng 5 này, huyện Vân Đồn đã bắt đầu triển khai chương trình nói không với sản phẩm nhựa dùng một lần. Khách du lịch sẽ không được mang các sản phẩm nhựa dùng một lần ra 5 xã đảo: Quang Lạng, Minh Châu, Ngọc Vừng, Thắng Lợi và Bản Sen của huyện Vân Đồn. Du khách và người dân trên đảo được hỗ trợ sử dụng các sản phẩm tái chế thân thiện với môi trường để thay thế túi ni lông. Trước đó, từ tháng 9 năm 2023, huyện đảo Cô Tô, Quảng Ninh cũng đã nói không với sản phẩm nhựa dùng một lần trên đảo, quyết tâm xây dựng điểm đến du lịch xanh thân thiện. Thưa quý vị, chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ là một trong những thắng lợi đỉnh cao, biểu tượng cho nghệ thuật quân sự độc đáo, sáng tạo và tinh thần chiến đấu anh dũng, quả cảm của toàn đảng, toàn dân, toàn quân ta. Bảy thập kỷ qua, những chàng thanh niên 18 đôi mươi ngày ấy giờ đã là những cụ ông chân yếu mắt mờ. Nhưng khi nhắc về chiến thắng Điện Biên Phủ lừng lẫy năm châu chấn động địa cầu, họ vẫn nhớ như in kỷ niệm của những ngày gian khó, khoét núi, ngủ hầm, mưa dầm, cơm vắt, máu trộn bùn non, gan không núng, chí không mòn.
22 tuổi. Ông Trung khi ấy là một chiến sĩ quân y, sư đoàn 308 tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ. Năm nay 92 tuổi, nhưng trong trái tim ông chưa bao giờ nguôi quên những ngày tháng là chiến sĩ Điện Biên, chăm sóc cứu chữa thương binh trong điều kiện chiến tranh vô cùng gian khổ và ác liệt. Lần đầu tiên trong lịch sử, công tác cứu chữa thương binh đều được thực hiện dưới mặt đất. Để có những chiếc bàn mổ, đội quân y đã phải dùng những chiếc thanh tre ghép lại, còn với đàn mổ được lấy từ pha xe đạp. Chúng tôi là bao giờ cũng có một cái hệ thống phát điện bằng cái ắc quy xe đạp, có người cứ đạp ở ngoài như thế này thì chiếu sáng cho anh em chúng tôi làm việc ở bên trong. Đặc biệt là những cái nước cất, những cái rất nhỏ thôi, nhiều khi đi đường nó rơi vãi hoặc là vỡ mất thì các anh dược sĩ cũng tranh thủ những cái nắp lọ rồi những cái ấy để làm để cất được một vài ml nước cất để pha penicillin dùng cho thương binh thôi. 70 năm trôi qua, nhưng ông Trung vẫn nhớ những ngày tháng liên tiếp không ngủ, chạy đua để cứu chữa cho đồng đội, đồng chí trên mặt trận Điện Biên Phủ. Và hơn hết, ông nhớ những chiến sĩ hy sinh dù đã hết mình cứu chữa, thậm chí có đồng chí hy sinh ngay trên vai ông. Là vì anh ấy bị bắn thấu phổi, chúng tôi phải khâu phổi lại để cho anh ấy thở. Không thở được thì anh phải dựa vào tôi. Thế là hai anh em cố ôm nhau để cho anh thở. Nhưng rồi anh chết, cũng chết trên, anh hy sinh trên vai tôi thôi. Cũng tự hào là người chiến sĩ Điện Biên, trong những ngày cả nước cùng hướng về Điện Biên, hai người cựu chiến binh này đang ôn lại những kỷ niệm của một thời đạn lửa. Trong câu chuyện của họ, có sự hy sinh, có những gian khổ và cả niềm lạc quan của các chiến sĩ. Tuần giáo vào Điện Biên hơn 80 cây số là một con đường độc đạo. Ngày xưa nó là rất đá dăm, mà chị hình dung là gì? Ở giữa là ô tô kéo pháo và cao xạ pháo, hai bên là bộ đội, dân công, xe thồ đi rầm rập hai bên. Bắt đầu bộ đội và dân công gặp lại là hò lơ, đấy là hò dâm gian cả cái này. Giữa ta với địch nó sát nhau lắm. Nhiều khi là mình nói to, bên kia nói to, nó gọi nhau, mình cũng nghe thấy không? Đấy, người nghe thấy. Thế là tối thì là anh em nó bảo đi, Linh có sao cái? Ừ, thế mà thổi, tôi thổi bao ve. Thổi bao ve xong. Bên kia mà, thổi hay lắm, thổi nữa lên. Những người chiến sĩ Điện Biên năm xưa, sau này trở về, có người tiếp tục tham gia kháng chiến chống Mỹ, có những người công tác phục vụ công cuộc phát triển đất nước. Dù ở vị trí nào, họ cũng nỗ lực hết sức mình vì tình yêu tổ quốc và mãi tự hào là người chiến sĩ trên chiến trường Điện Biên. Theo kế hoạch thực hiện chương trình phát triển công viên và cây xanh công cộng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh trong giai đoạn 2024-2025, thành phố đặt chỉ tiêu phát triển tối thiểu 68 hectare công viên công cộng và tối thiểu 4 hectare mảng xanh công cộng. Thành phố Hồ Chí Minh đặt chỉ tiêu giai đoạn 2024-2025 phát triển tối thiểu 68 ha công viên công cộng, tối thiểu 4 ha mảng xanh công cộng, trồng mới và cải tạo 12.000 cây xanh, trong đó ưu tiên đầu tư công viên tại các địa phương có quỹ đất quy hoạch xây dựng công viên cây xanh lớn nhưng chưa được đầu tư, cụ thể gồm thành phố Thủ Đức, các quận 7, 12, Bình Tân và các huyện Bình Chánh, Hóc Môn, Củ Chi, Nhà Bè. Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị các địa phương này đề xuất chỉ tiêu đầu tư mỗi địa phương tối thiểu 50 ha, riêng thành phố Thủ Đức tối thiểu 100 ha. Các địa phương phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch và Đầu tư để thực hiện các thủ tục chuẩn bị đầu tư theo quy định. Nhân kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước 30 tháng 4 năm 1975, 30 tháng 4 năm 2024, 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, từ ngày 26 tháng 4 đến ngày 12 tháng 9, tại không gian trưng bày nằm trong quần thể tượng đài mẹ Việt Nam Anh Hùng, Ban Quản lý Di tích và Danh thắng Quảng Nam phối hợp với Bảo tàng Phụ nữ Nam Bộ tổ chức trưng bày chuyên đề Kỷ vật ký ức của chiến tranh. Trưng bày thu hút khá đông nhân dân, du khách và các bạn đoàn viên thanh niên tới tham quan tìm hiểu. Mời quý vị cùng theo dõi ghi nhận sau. Với 160 hiện vật và 60 hình ảnh, trưng bày kỷ vật ký ức của chiến tranh gồm 4 phần nội dung: hành trang của những chiến sĩ cách mạng, những lá thư thời mưa bom lửa đạn,
tấm lòng hậu phương và những kỷ vật trong lao tù đế quốc. Các hiện vật, hình ảnh được Ban Quản lý Di tích và Danh thắng Quảng Nam và Bảo tàng Phụ nữ Nam Bộ sưu tầm liên quan đến những cống hiến, hy sinh, đóng góp của các anh hùng liệt sĩ, các mẹ Việt Nam anh hùng trong sự nghiệp đấu tranh, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Xuất phát từ cái ý tưởng là Bảo tàng Phụ nữ Nam Bộ là một bảo tàng về giới, chuyên có những cái nội dung về phụ nữ, trong đó có đã đi sưu tầm về mẹ Việt Nam anh hùng ở các tỉnh phía Nam và từ miền Đông Nam Bộ trở vô. Đó thì ở đây cũng là cái nơi đó là cái tượng đài Mẹ Thứ. Do đó đây là một cái hoặc cũng là cái nội dung nó có liên quan với nhau nên hai đơn vị đã phối hợp với nhau để tổ chức cái trưng bày chuyên đề ký ức kỷ vật ký ức của chiến tranh. Thì cái trưng bày chuyên đề về ký ức kỷ vật chiến tranh nhân dịp kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước thì cũng là nhằm để tri ân, tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ, các nữ liệt sĩ đã hy sinh trong chiến trường giải phóng đất nước. Các tài liệu, hình ảnh, kỷ vật được trưng bày gồm tư trang người lính, hòm đựng đạn, lúa, gạo, những bức thư, vật dụng gắn liền với cuộc sống và chiến đấu của những người chiến sĩ, những người mẹ, người chị từng trực tiếp tham gia vào cuộc chiến đấu hoặc trao gửi lại người thân trước lúc ra trận và mãi đi vào lòng đất. Có thể nói là đây là một cái việc làm hết sức là đầy ý nghĩa, bởi vì trong một dịp lễ như vậy mà cái trưng bày kỷ vật về chiến tranh đã được đặt tại Quảng Nam và mở rộng để cho cán bộ chiến sĩ nhân dân cả nước đến tham quan và tìm hiểu. Đây là lần đầu tiên em đi tham quan những di tích lịch sử mà những thời chiến tranh cách mạng đã để lại. Em cũng nhận được là những mất mát và những sự hy sinh của những người mẹ Việt Nam anh hùng ngày xưa thật sự là rất là mãnh liệt. Một người phụ nữ kiên cường chiến đấu ở trong chiến tranh. Những kỷ vật được trưng bày là minh chứng sống động cho những năm tháng sống và chiến đấu vì độc lập của dân tộc, là di sản văn hóa trong tinh thần và truyền thống yêu nước của dân tộc Việt Nam. Trưng bày cũng là cách để thế hệ hôm nay tỏ lòng thành kính tri ân, tưởng nhớ đến các anh hùng liệt sĩ, những bà mẹ Việt Nam anh hùng, cựu chiến binh, thanh niên xung phong, những người đã cống hiến, hy sinh xương máu cho sự nghiệp giành độc lập của dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc để chúng ta có được một đất nước hòa bình, tươi đẹp như ngày hôm nay. Chương trình tiếp tục với một câu chuyện thế giới. Thưa quý vị, những năm gần đây, du lịch nông thôn ở Trung Quốc ngày càng nở rộ, với phương châm mỗi làng một sản phẩm đặc sắc. Mời quý vị cùng đến thăm ngôi làng cổ Đại Kích Điếm thuộc tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc để tìm hiểu việc phát triển du lịch từ chính những giá trị vốn có của địa phương. Đại Kích Điếm là một ngôi làng cổ có lịch sử hơn 3.000 năm, được đánh giá là một trong những ngôi làng đẹp mang đặc trưng nông thôn Trung Quốc, với các di tích lịch sử có thể được nhìn thấy ở khắp mọi nơi. Trong những năm gần đây, cùng với việc thực hiện chiến lược chấn hương nông thôn, Đại Kích Điếm đã tận dụng lợi thế là các tài nguyên di sản vật thể và phi vật thể, kêu gọi thu hút vốn đầu tư từ bên ngoài để phát triển du lịch văn hóa. Nhờ phát triển du lịch, giờ đây thu nhập bình quân đầu người của hơn 900 hộ gia đình ở đây đã vượt trên 30.000 nhân dân tệ, tức khá giả ở Trung Quốc. Điều này càng thôi thúc những người đi làm ăn nơi xa trở về làm giàu trên chính quê hương của mình. Thôn Đại Kích Điếm mới đây đã được xếp hạng là điểm thu hút khách du lịch cấp 4A quốc gia. Hiện địa phương này đang xây dựng các dự án thị trấn đặc sắc âm nhạc và văn hóa, thị trấn văn hóa và sáng tạo thủ công Trung Quốc nhằm thu hút thêm nhiều đối tượng du khách hơn nữa. Mới đây, Argentina đã phát hiện hóa thạch của loài khủng long ăn cỏ cỡ trung mới, có khả năng chạy nhanh và sống cách đây khoảng 90 triệu năm ở kỷ phấn trắng. Loài khủng long này có chiều dài từ 2,5 đến 3 mét và cao 70 cm. Các nhà khoa học đã phát hiện hóa thạch tại khu bảo tồn thiên nhiên ở miền nam Argentina. Đây là loài động vật ăn cỏ hai chân, đặc điểm quan trọng nhất là chiếc đuôi có độ cong hướng xuống không giống như các loài khủng long khác là đuôi nằm ngang. Loài khủng long này còn chạy rất nhanh, đặc tính mà loài động vật này cần để có thể tự vệ và sống sót giữa các loài động vật ăn thịt. Ngoài ra, nó có các chi sâu rất khỏe và chiếc đuôi có thể chuyển động sang hai bên, do đó có thể giữ thăng bằng trong các cuộc rượt đuổi. Không chỉ có bóng đá, không chỉ có những lễ hội hóa trang hành tráng trên nền những giai điệu samba sôi động gợi cảm, nền văn hóa Brazil còn tồn tại một loại hình âm nhạc đại chúng đặc trưng và được xem như một di sản văn hóa của đất nước, đó là choro,
hay còn được gọi là Chorinho. Một giai điệu giống như nhịp samba, nhưng đó được gọi là choro, một loại hình âm nhạc đã được Viện Di sản Lịch sử và Nghệ thuật Quốc gia Brazil công nhận là di sản văn hóa vào tháng 2 vừa qua. Choro là thể loại âm nhạc đại chúng và đặc trưng của Brazil, ra đời tại Rio de Janeiro vào khoảng cuối thế kỷ 19. Sự hiện diện của choro ngày nay một phần phụ thuộc vào các nhóm hợp xướng hoặc các nhóm nhạc giao hưởng tập hợp nhau cùng chơi nhạc tại các quán bar và câu lạc bộ ở các thành phố của Brazil. Choro trong tiếng Bồ Đào Nha có nghĩa là khóc hoặc than thở. Tuy nhiên, âm nhạc choro thường có nhịp điệu nhanh và vui tươi. Nó đặc trưng bởi sự điêu luyện, cách điều chế tinh tế nhưng cũng chứa đựng những giây phút ngẫu hứng của người nghệ sĩ. Âm nhạc choro thường được tạo nên từ bộ ba loại nhạc cụ gồm kèn, clarinet, guitar và cavaquinho. Nhiều trường âm nhạc hay trung tâm nghệ thuật ở Brazil cũng đào tạo loại hình âm nhạc này, thu hút cả những người có niềm đam mê với nghệ thuật choro. Thông tin vừa rồi đã khép lại một câu chuyện thế giới. Tiếp tục chương trình là dự báo thời tiết ngày hôm nay. Thành phố Tam Kỳ mây thay đổi, ngày nắng nóng đặc biệt gay gắt, đêm không mưa, nhiệt độ từ 28 đến 40 độ, độ ẩm từ 50 đến 82%, gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3. Thành phố Hội An mây thay đổi, ngày nắng nóng gay gắt, đêm không mưa, nhiệt độ từ 28 đến 37 độ, độ ẩm từ 55 đến 85%, gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3. Thị xã Điện Bàn mây thay đổi, ngày nắng nóng gay gắt, đêm không mưa, nhiệt độ từ 28 đến 38 độ, độ ẩm từ 50 đến 80%, gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3. Thị trấn Núi Thành mây thay đổi, ngày nắng nóng đặc biệt gay gắt, đêm không mưa, nhiệt độ từ 29 đến 40 độ, độ ẩm từ 48 đến 80%, gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3. Thị trấn Trà My mây thay đổi, ngày nắng nóng đặc biệt gay gắt, chiều có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ từ 26 đến 40 độ, độ ẩm từ 43 đến 95%, gió nhẹ. Thị trấn Thành Mỹ mây thay đổi, ngày nắng nóng đặc biệt gay gắt, chiều có lúc có mưa rào và dông, trong cơn dông cần đề phòng lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, đêm không mưa, nhiệt độ từ 27 đến 40 độ, độ ẩm từ 40 đến 95%, gió nhẹ. Thị trấn Brau mây thay đổi, ngày nắng nóng đặc biệt gay gắt, chiều có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ từ 27 đến 39 độ, độ ẩm từ 43 đến 95%, gió nhẹ. Chương trình thông tin ngày mới của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam hôm nay đến đây kết thúc. Chương trình được phát sóng vào lúc 6 giờ và phát lại vào lúc 8 giờ 30 phút cùng ngày. Quý vị và các bạn cũng có thể theo dõi trực tuyến trên app QRT Online hoặc website của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam www.qrt.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Thân ái kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.